đang bùng nổ cầu trường. Ronaldo. Jordi Alba. Marcelo. James. Sóng gió đã nổi lên. Và đây là cú sút. Oh, vẫn là xa ngang. Game. Ronaldo. Puyol. Tuyệt vời, bàn thắng vụt ra mắt của Douglas Costa. Một pha cứa lòng rất nhẹ nhàng. Thật sự là một bàn thắng rất đẹp, cảm giác bóng cực kỳ tốt của cầu thủ này. Dứt điểm đẳng cấp, thủ môn không có một cơ hội nào trong tình huống này. Bóng đi ngay vào góc dưới khung thành. Anh ta sử dụng kỹ năng tung hứng bóng để giữ được quyền kiểm soát bóng. Anh ta đang tỏa sáng với kỹ thuật cá nhân của mình. Ronaldo. Toni Kroos. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng từ chân đối thủ. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Toni Kroos. Ronaldo. Vâng, đúng như vậy, thật dễ dàng cho thủ môn với pha bóng đó. Toni Kroos. Benzema. Thật tuyệt khi sút. Và chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Đó sẽ là một quả phạt góc. Một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Sút đi. Đã có bàn thắng gỡ hòa. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-1. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Puyol. Tăng tốc. Và đây là cú sút. Anh ta đã dướn người hết sức có thể. Arturo Vidal. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Anh ta có kỹ năng xử lý bóng tuyệt vời. Mất bóng. Benzema. Thời gian bù giờ sẽ là 2 phút. Ronaldo. Anh ấy đã cướp được bóng. Toni Kroos. Chúng tôi đã cảm thấy một pha ghi bàn. Hiệp 1 của trận đấu này đã kết thúc với tỷ số
Hiệp 2 của trận đấu ở Anfield xin được bắt đầu. Anh ấy thật sự là một phù thủy trên sân cỏ thật tuyệt vời. Tình huống ngay. Những người hộ vệ của khu vực 16m50 đang chơi rất chắc chắn. Tắt bóng đi. Và đó là một quả đánh đầu. Anh ấy bật rất cao. Và đó cũng là tiền đề cho siêu vòng bằng đầu. Vâng, chúng ta có thể thấy hiệu quả và kỹ thuật đánh đầu của anh ta. Đúng là như vậy, anh ấy như đang bay trong không trung. Đó là cú đánh đầu hiểm hóc. Về vạch xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Có cơ hội ngay bây giờ. Ồ, anh ta đã chủ được bóng. Như vậy là chàng tiền đạo đã không thể ghi được bàn thắng thứ hai. Yeah, nhưng pha tấn công vừa rồi khá tốt đấy chứ. Thế trận đang xoay chiều, cơ hội tuyệt vời để phản công. Tình huống đó xứng đáng có thể. Neymar. Chuyền bóng lại. Arturo Vidal. Đó nên là một cơ hội. Tuyệt vời. Tốt lắm, tôi không chắc là anh ta có định như thế không. Nhưng ai quan tâm gì, anh ta đã đưa bóng đến góc lưới. Vẫn còn thôi cho đội bóng, 3-1 là tỷ số hiện tại. Một cú sau bóng rất mạnh và đá cướp được bóng. James. Tôi rất thích thú khi nhìn thấy kỹ thuật này. Sút. Ôi, bóng đã được giữ lại. Mất bóng trong vòng cấm. Đó là pha sào bóng tốt, nhưng nó mang lại quả phá góc cho đối phương. Một pha được bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Họ ngăn chặn đối thủ ngay khi giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Sergio Ramos. Và đây là cú sút. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Rodriguez. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Marcelo. Ronaldo. Phối hợp tốt. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Thật tuyệt khi sút. Phán đoán chính xác, Neuer đã ôm bóng trong tay. Tôi nghĩ sẽ có thẻ vàng. Ronaldo. Và thủ môn, anh ấy đã có được bóng. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Vâng, thủ môn, anh ấy đang làm gì ở đây? Anh ấy quyết định chơi như một hậu vệ. Và đây là cú sút. Tôi cảm giác như lực tâm lý đang tác động rất mạnh đến các cầu thủ. Đúng là như vậy, nếu không thì rất khó để bỏ lỡ một tình huống như thế này. Bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương.
Neymar. Ha ha, tuyệt vời quá. Ồ, thật dễ dàng cho thủ môn. Vâng, anh ta dính mấy việt vị. Bạn có thể xem anh ta đã cố gắng như thế nào để phá nó. Hết rồi.